Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang ở tại khu di tích khảo cổ học của Hoàng Thành Thăng Long, ở tại số 18 Hoàng Diệu, thủ đô Hà Nội. Và trong khu di tích này thì như cô chú và anh chị đang nhìn thấy, trước mặt chúng ta là toàn bộ một cái khu khảo cổ học có thể nói là lớn nhất nhì ngày nay, lớn nhất hiện nay với diện tích là hơn 2.000 m². Khu này trước mặt chúng ta là một cái đây là cái con thuyền, dấu tích con thuyền gỗ thời Lê Sơ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ 16. Đây. 15 16. Thì ở đây là cái con thuyền gỗ này dài không biết dài bao nhiêu. Dài có chiều dài là 15 đến 16 m. 15 đến 16 m. Ở đây là một cái hình ảnh thôi, hình ảnh tái hiện lại cái con thuyền gỗ thôi chứ không phải là thuyền gỗ thật. Hình ảnh tái hiện lại con thuyền gỗ nằm dưới lòng đất. 15 16 m. Còn đây là cái khu khảo cổ học. Khu khảo cổ học này là khu nào đây? Đây là tổ hợp công trình kiến trúc thời Lý, thế kỷ 11 cho đến thế kỷ 12. Dấu tích nền móng của tổ hợp hai mặt bằng công trình thời Lý, tức là mặt bằng bên này và mặt bằng bên phía tay trái của chúng ta bên này. Đấy, hai tổ hợp thì chúng ta đi cái tổ hợp này trước. Một mặt bằng bên này là kiểu kiến trúc hành lang gồm 3 hàng cột chạy theo chiều đông tây ở phía bắc, và một mặt bằng kiến trúc cung điện quy mô lớn gồm 7 hàng cột chạy theo chiều đông tây ở phía nam. Đây là chúng ta đang ở bên phía đầu tiên. Khoảng cách giữa hai kiến trúc là dấu tích sân gạch và dấu tích nền móng kết nối. Kiến trúc 7 hàng cột chạy theo chiều đông tây được đánh giá có thể là quy mô lớn nhất hiện nay với diện tích là hơn 2.000 m². Đây, hình ảnh của nó là đây anh chị. Và bây giờ chúng ta người cô chú và anh chị cùng Minh Toàn chúng ta đi một vòng xem cái thế kỷ 11 đến thế kỷ 12 nó như thế nào nhá. Để khảo cổ học nó như thế nào. Đây là cái khu vực này là nền móng gạch. Còn khu bên này, bên tay phải của chúng ta đây là khu khảo cổ học. Khu khảo cổ học nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội luôn. Nó ở số 18 Hoàng Diệu, và cô chú anh chị nếu mà chúng ta đi tham quan, chúng ta có thể đến số 18 Hoàng Diệu để chúng ta vào tham quan, hoặc là chúng ta đi vào cửa số 9 của Hoàng Diệu cũng được. Như Minh Toàn hôm nay, Minh Toàn đi vào cửa số 9 của Hoàng Diệu. Đây có cái gáo múc nước khá là độc đáo luôn. Khu này khu khảo cổ học có cả máy bơm nước ở dưới, bởi vì người ta đào ở dưới lên thành ra phải có máy bơm nước để hút nước lên chứ không thì nó ngập nước. Ở đây có một cái khu này là khu giếng nước thời Trần thế kỷ 13 cho đến 14, giếng nước sâu 2.4 m, được xây bằng gạch với kỹ thuật xếp gạch hình xương cá. Khi khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy trong lòng giếng nhiều đồ gốm và vật liệu kiến trúc thời Trần. Đây là chiếc giếng gạch có kỹ thuật xây dựng độc đáo duy nhất kiểu này trong cái di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Đây là giếng nước, và tiếp đó là khu vực này. Hôm nay cũng rất là ít khách tham quan, đa số là những cái đoàn khách thì người ta mới dẫn vào đây thôi, chứ còn tham quan cá nhân như Minh Toàn này thì tự đi tự tìm hiểu.
Và mình Toàn cũng muốn gửi một số cái hình ảnh đến cô chú và anh chị khi mà chúng ta chưa đến về được cái khu Hà Nội, và cũng nhằm giúp cô chú là hiểu thêm cuộc sống của Hà Nội ngày nay. Đây là một cái hồ nước. Thì đây là một cái dấu tích hồ nước thời Trần, thế kỷ 13 cho đến 14. Dấu tích một hồ nước thời Trần đào cắt qua các nền móng kiến trúc thời kỳ Lý. Sự xuất hiện của hồ nước này minh chứng những thay đổi trong quy hoạch Hoàng thành Thăng Long, tạo dựng cảnh quan đào ao thả cá thời Trần như những ghi chép trong lịch sử. Đây là cái hồ nước đào ao thả cá ngày xưa thời Trần, là đào ao thả cá ở trong. Trong này thì người ta có các cái đường đi và làm sắt khá là chắc chắn và chúng ta đi. Đây, mình Toàn đi từ đầu kia cho đến là độc đáo luôn. Đây, còn vào đây xem. Đây gạch này. Các ống này là ống gì đây? À, ống này chắc là ánh sáng, đèn sáng buổi tối. Đây là cái khu vực này đấy các anh chị, là dấu tích nền móng kiến trúc cung điện và lầu lục giác thời Lý, thế kỷ 10 cho đến 12. Cái khu này là có 12 gian và hai trái, kết cấu gồm 6 hàng cột. Diện tích xuất lộ là 1.166 m², được nhận diện rõ qua các móng cột sỏi hình vuông. Phía tây của công trình này là hệ thống móng cột của một kiến trúc kiểu lầu lục giác, chạy dài là 82 m theo chiều bắc nam, được nhận biết qua các cụm móng cột tròn xếp thành hình vuông, hình bông hoa 6 cánh. Khoảng giữa lòng kiến trúc là dấu tích móng tường bao thời Trần, thế kỷ 13 cho đến 14. Dưới chân gạch là xếp hình hoa chanh. Đầu phía bắc của kiến trúc là một giếng nước thời Lê ở thế kỷ 15 và thế kỷ 16, được đào qua kiến trúc lục giác thời Lý. Và mến thưa các anh chị, không phải là các cột này là các cột đèn đâu, mà đấy là cái cột nhà mà người ta tái hiện lại các cột trắng này, đấy, màu trắng này, người ta tái hiện lại các cái cột nhà của cung đình. Bây giờ xin mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp sang phía bên này nhé. Đấy, giữa này thì có các cái không có gì, người ta làm một cái ao cá và trồng hoa súng. Khu này thì là không có gì. Còn ở khu bên này, wow. Đây là dấu tích nền móng của cung điện thời Lý. Mình Toàn cũng không biết là thời kỳ đấy thì cô chú anh chị có biết tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực nào như thế này không, khảo cổ học hay không. Nếu cô chú anh chị mà biết thêm thì xin để lại bình luận cái video này để cho mọi người được hiểu biết thêm về lịch
sử đất nước con người của Việt Nam của chúng ta. Và khu này là khu cái nền móng kiến trúc công viên rất là lớn, có thể nói là lớn nhất thời kỳ bây giờ. Và cái này thì Minh Toàn cũng sẽ vào và quay. Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú, các anh chị cái video tiếp theo về cái cung điện này. Nếu cô chú anh chị mà quan tâm hay là quan tâm về cái cung điện ở phía bên kia thì xin mời cô chú và anh chị đón xem video trong cái danh sách phát là Hà Nội ngày nay của kênh mà cô chú và anh chị đang xem. Video này Minh Toàn xin phép là dừng ở đây. Cảm ơn cô chú và các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị trong những cái video tiếp theo.